Chào mừng các bạn đến với kênh Kylie Tube của mình. Hôm nay mình sẽ giải bộ đề IELTS Cambridge 9 Reading Passage 1. Và đối với Passage 1 thì mình recommend là các bạn nên dành 15 phút để giải bài đọc này thôi. Và hôm nay là bài giải chi tiết cho nên là mình xin phép thì sẽ diễn giải nó hơn 15 phút nhé các bạn. Đối với cái bài Reading IELTS thì chúng ta sẽ có hai cách để giải một cái bộ đề Reading. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đọc bài đọc sau đó trả lời câu hỏi. Nhưng cách này thì mình khuyên là cho những bạn mà kỹ năng đọc khá là tốt và aim của các bạn là khoảng tầm 8.1, 8 chấm hơn thì các bạn sẽ vừa đọc vừa trả lời câu hỏi luôn. Thì khi bạn đọc hết bài là bạn đã trả lời xong. Đó ha. Và còn cách thứ hai thì đối với những bạn mà khả năng khoảng tầm 5, 5.5 và aim của các bạn là 6, 6 chấm á, thì các bạn nên đọc câu hỏi trước và sau đó tìm vị trí có câu trả lời, mình nghĩ là có câu trả lời và sau đó đọc và trả lời câu hỏi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai nhé. Và trước khi mà vào câu hỏi thì chúng ta cũng phải xem thử là cái bài đọc này nó nói về cái gì, tình huống nó như thế nào sơ sơ để khi mình đọc câu hỏi mình không bị khớp. Bài này là liên quan đến ông William Henry Perkins, the man who invented synthetic dyes. Synthetic có nghĩa là man-made. Ở đây là ông ám chỉ là đây là một người đàn ông mà tạo ra cái màu nhuộm á các bạn, thuốc nhuộm á, hoặc là màu nhuộm tổng hợp, hoặc là màu nhuộm nhân tạo. Rồi, và sơ sơ lướt một xí ở đoạn 1 để chúng ta xem cái tình huống nó như thế nào nhé. À, họ nói về ông Henry Perkins này, sinh ở London, Anh, nước Anh này. Rồi từ nhỏ thì có niềm yêu thích đối với một số những cái thể loại như thế này. Và sau đó sau một lần thì đến phòng lab của nhà ông á thì bắt đầu gì? Có niềm yêu thích đối với hóa học. Rồi, bây giờ chúng ta sang dạng lướt qua những cái dạng câu hỏi nhé. Dạng thứ nhất của cái bài 1 này á, đó là dạng true false not given. Thật ra thì mình ở đây sẽ không giải thích sự khác biệt giữa yes no not given hoặc là true false not given, nhưng mà đối với một số bạn làm reading IELTS đó, thì cái dạng bài này đúng là nightmare, tại vì các bạn rất là khó phân biệt được sự khác biệt giữa false và not given. Có nghĩa rằng là các bạn rất là hay lẫn lộn giữa false và not given. Rồi, đối với cái dạng bài này á thì cái thứ nhất là nó là một dạng bài chi tiết. Chi tiết có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta phải đọc kỹ một cái đoạn gồm 2 đến 3 câu hoặc thậm chí cả đoạn để tìm ra được câu trả lời. Đấy. Còn dạng mà tổng quát có nghĩa rằng là chúng ta phải đọc cả đoạn đó và lấy ra được cái ý mới trả lời được. Thì so sánh giữa chi tiết và tổng quát thì dạng đề chi tiết nó dễ hơn. Rồi, đối với cái dạng bài này thì đặc điểm thứ nhất nó là detail rồi đúng không? Và đặc điểm thứ hai của nó là nó theo thứ tự. Thứ tự có nghĩa là gì? Sau khi bạn hoàn thành xong câu số 1 có thể nó nằm ở paragraph 1 thì câu thứ 2 có thể ở paragraph 2 hoặc là 3. Đó. Rồi, mình lướt xuống tiếp nhé. Đầu tiên các bạn sẽ không nhảy thẳng vào cái bài này mà chúng ta sẽ xem thử là một bài này nó gồm những dạng nào. Nếu như mình thấy dạng nào dễ thì mình sẽ làm trước. Dạng thứ hai là dạng answering questions và giới hạn của nó là no more than 2 words. Thì đối với cái dạng này chúng ta cũng giống như dạng đề trên là cũng là detail và cũng in order. À, nó có trật tự. Detail and in order. Vậy thì dạng nào làm trước cũng được các bạn ạ. Rồi, cái mẹo của chúng ta là khi chúng ta làm, chúng ta sẽ làm hai câu là một nhé các bạn. Sẽ đọc hai câu là một. Tại sao vậy? Thứ nhất là để lỡ may một trong hai câu này nó có cái not given thì chúng ta sẽ không lãng phí thời gian cho nó. Nghĩa là tìm không ra thì chúng ta sẽ đi tiếp nhá. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ gạch chân đối với những cái từ khóa. Vậy từ khóa là gì? Từ khóa là những cái từ quan trọng. Đối với keywords thì chúng ta sẽ có hai loại keyword. À, keyword loại 1 và keyword loại 2. Keyword loại 1 là những cái keyword mà nó có thể là name, number, proper name, number, date này nọ ha, nói về time, year, đó, những cái tên mà chúng ta không thể nào paraphrase nó bằng một cách khác nữa. Đó, thì có nghĩa rằng là nó chốt ở cái tình trạng như thế luôn thì ta gọi nó là keyword loại 1, unable to paraphrase. Đấy ha, chẳng hạn như là Michael Faraday. Đấy, rồi. Đối với cái dạng keyword loại 2 đấy. Có nghĩa rằng là làm bí lắm thì chúng ta mới đi tìm những cái keyword loại 2 nhé các bạn.
Rồi, keyword loại 2 đó thì nó có thể là danh từ, nó có thể là động từ, nó có thể là tính từ. Và những cái từ này thì nó rất là dễ thay đổi trong câu, cho nên là chúng ta sẽ không tìm nó mà chúng ta sẽ tìm gì? Possible expression hoặc là synonyms của nó ở trong bài đọc. Rồi, câu số 1. Michael Faraday was the first person to recognize Perkin's ability as a student of chemistry. Was the first person recognized. Rồi, Michael Faraday là người đầu tiên nhận ra khả năng của Perkins khi là sinh viên ngành hóa học. Và chúng mình đi sang câu thứ hai luôn nhé. Khi làm bài thì chúng ta nên làm theo cặp câu số 1 rồi và câu số 2, sau đó là câu số 2 và số 3, số 3 và số 4, để phòng trừ trường hợp mà nếu mà nó là not given thì chúng ta sẽ không quá dành quá nhiều thời gian vào một câu nhé các bạn. Rồi tiếp theo nè, và trùng hợp nữa là cả hai câu này đều nói đến Michael Faraday. Michael Faraday suggested Perkin should enroll in Royal College Chemistry. Rồi, vậy là chúng ta sẽ thấy được là cái từ khóa, hai cái từ khóa quan trọng đó là gì? Keyword lại một đó là Michael Faraday và Royal College of Chemistry. Rất là dễ tìm phải không nào? Mình lướt một cái là đã thấy đây rồi này. Michael Faraday. Và đây là Royal Chemistry. Rồi. Vậy mình cùng xem câu số 1 nhé. Xem phải là xem liệu có phải Michael Faraday là người đầu tiên nhận ra tài năng của Perkin không? Khi còn là sinh viên thì Perkin đã có sự yêu thích đối với ngành hóa học, tài năng và sự cống hiến đối với cái ngành, đối với cái môn này đấy, thì được nhận thức bởi giáo viên của anh ấy, đó là Thomas Hall. Rồi người mà khuyến khích anh ta tham gia những cái buổi giảng của nhà khoa học lỗi lạc Michael Faraday. À, vậy thì trong câu này chúng ta không thể nói đến Michael Faraday là người nhận ra tài năng, mà cái người nhận ra tài năng của anh chàng đó là Thomas Hall. Đó, cho nên là không phải là Michael Faraday. Cái thứ nhất, cho nên đó là nếu như ở bên này nói là Michael Faraday thì điều này không đúng. Cho nên câu này sẽ là false. Đấy, nó đã xuất hiện ngay cái đáp án ở đây rồi, đó là Thomas Hall. Cho nên là cái câu mà the first person ở đây, cái lý thuyết thứ hai không được hình thành, bởi vì là lý thuyết thứ nhất đã không có tồn tại, không đúng rồi nhá. Michael Faraday đã không đúng rồi, cho nên là cái vế the first person đã không tồn tại, không được thành lập, cho nên câu này phải là false. Các bạn hiểu không? Ở đây đó là Thomas Hall là người nhận ra được tài năng của anh ta, chứ không phải là Michael Faraday. Nó là false. Cho nên là câu này các bạn rất là dễ nhầm lẫn giữa false và not given. Lý thuyết thứ hai này không được thành lập nhá. Nếu như trong câu này nó ghi là Thomas Hall, Thomas Hall was the first person who gì gì đó recognized Perkin's ability. Nếu như vậy thì câu này sẽ là not given. Mặc dù ở đây ta thấy rằng là gì? Thầy Thomas Hall là nhận thức được tài năng và khả năng và sự cống hiến của anh ta, nhưng thầy có phải là người đầu tiên hay không thì không thấy trong đề bài. Các bạn hiểu không? Không thấy trong cái bài đọc này, cho nên nó là not given. Tuy nhiên ở đây là Michael Faraday, cho nên câu này sẽ là false. Câu thứ hai, Michael Faraday đề nghị Perkin tham gia vào cái đăng ký học ở trường Đại học Hoàng gia ngành hóa học. Rồi, những cái bài giảng này đã gì? Kiểu như là đã làm cháy lên cái lòng nhiệt huyết về hóa học của cái nhà hóa học trẻ đó, lòng nhiệt huyết của cái nhà hóa học trẻ. Và sau đó thì cậu ta nguyên cái cụm từ này chính là enroll này, went on to attend này, the Royal College of Chemistry. Những cái bài giảng này thì làm cháy lên cái nhiệt tình của cái ông Perkin, chứ không phải là Michael Faraday đề xuất. À, chứ không phải là, chứ nó không có nói gì đến cái vấn đề là ông Michael Faraday này đề xuất cả. Cái thông tin này nó không có trong bài, no information. Nên là câu này sẽ là not given. Nhớ nhá, đó là những bài giảng này làm cháy lên cái tinh thần, chứ không phải là Michael Faraday đề xuất. Câu thứ 3, Perkin employed August gì đó as his assistant. Ông Perkin này đề xuất
Rồi chúng ta sang câu thứ 3. Perkin employed August Hoffman as his assistant. Ông Perkin tuyển dụng ông Hoffman này như là một cái trợ tá, đúng không? Và gì? Perkin vẫn còn trẻ khi mà ông ấy khám phá ra cái tạo ra cái sự đột phá đó đó các bạn. Và điều này khiến cho ông ta gì? Giàu và nổi tiếng, thực hiện được cái discovery này ha, made the discovery. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Đây là câu số 2 phải không các bạn? Vậy thì theo thứ tự thì chúng ta sẽ có câu số 3 ở dưới. Rồi, chúng mình sẽ đi tìm từ khóa số 1 là August Whitman Hoffman gì đó. Đây. Và chúng ta cũng có luôn cái từ trợ tá luôn các bạn ạ. À, phụ tá, trợ tá gì đó, assistant. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng mình cùng đọc thôi. Perkin's scientific gifts soon caught Hoffman's attention, and within 2 years, he became Hoffman's youngest assistant. À, vậy có nghĩa rằng là cậu ta đã trở thành, trong vòng 2 năm thì cậu ta trở thành trợ tá trẻ tuổi nhất của Hoffman, chứ không phải là Hoffman trở thành trợ tá của cậu ta. Vậy có phải là thông tin của nó contradicts không? Vậy thì đáp án sẽ là false. Rồi, chúng ta sang câu số 4. Perkins vẫn còn trẻ khi ông ta thực tạo ra một cái sự đột phá đó, và cái sự đột phá đó thì khiến cho ông ta giàu và nổi tiếng. Mình có câu số 3 đây đúng không ạ? Và chúng ta tìm câu số 4. Câu số 4 này hơi khó một tẹo, là nó chỉ có một cái từ khóa Perkins là keyword loại 1 thôi, còn lại nó là keyword loại 2, mà chúng ta không còn chỗ nào để tìm nữa, cho nên đành phải dựa vào những cái keyword loại 2 như thế này để mình đi tìm. Vậy thì mình sẽ thấy có từ young đúng không nè, youngest ở đây. Rồi, và mình có từ made the discovery sẽ cùng nghĩa với từ cụm từ đó là made the scientific breakthrough that made him rich and famous, thì nó sẽ cùng nghĩa với là would bring him both fame and fortune. Rich chính là fortune và famous chính là fame, đúng không nào? Vậy thì các cái mắt xích của nó tương đối rồi đúng không? Mình thấy có cái khúc, cái vế đằng sau là đã có rồi, nhưng mà cái vế đằng trước still young thì chúng ta sẽ đọc lại nhé. Not long after that, Perkin made the scientific breakthrough. À, không lâu sau đó, có nghĩa là không lâu sau khi làm cái trợ lý cho cái ông Hoffman này, đúng không? Và trước đó thì chúng ta phải quay lại ở đây sẽ xem thử cái độ tuổi của cậu ta là như thế nào. Cậu ta thành công trong cái việc mà gì? Trong cái việc mà tham gia vào cái học cái trường đại học này này các bạn này, trường đại học Hoàng gia này này, vào năm 1853 ở độ tuổi 15. Và sau đó thì 2 năm sau cậu ta trở thành trợ tá. Rồi không lâu sau đó thì cậu ta tạo ra được cái đột biến như thế này. À, một cái bước ngoặt như thế này. Vậy thì điều đó chứng tỏ là cậu ta còn rất là trẻ, cho nên câu này hoàn toàn khớp. Và ta có câu số 4 là true. Tiếp nào, câu số 5. The trees from which quinine is derived grow only in South Africa. Oh no, South America. Vậy cái cây mà cái chất quinine này nó chiết xuất từ đó ha, xuất phát từ cái cây đó đó ha, thì chỉ từ này là từ qualifier. À, chúng ta có quantifier và qualifier là những cái từ thường hay xuất hiện để lừa chúng ta trong phần true false not given. Chỉ xuất hiện ở South America. Vậy thì chúng ta sẽ có keyword loại 1 là gì các bạn? Đó sẽ là quinine và South America, đúng không? Quinine. Mình xem nào. As the time, đây rồi này các bạn. Quinine này. Rồi South America này. Đây, vậy đây chính là cái đoạn chúng ta cần làm đúng không ạ? Và đây sẽ là câu số 5. Tiếp nào, câu số 6. Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product. Ông ấy hy vọng điều gì? Hy vọng sản xuất một cái loại thuốc mà từ cái rác, sản phẩm rác của cái than á. Ha, sản phẩm rác. Rồi, chúng ta xem thử nào.
Hãy tìm những cái keyword loại 1. Loại 1 đó là ta có từ KOTOR. KOTOR. Đây. Đây 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 đây. Đấy ha, manufacturer gì đó này. Và đây chính là vị trí của câu số 6. Còn chân chưa gì nữa, chúng ta đọc câu số 5 thôi. Câu số 5. Trong bài đọc thì tác giả nhắc đến thuốc quinine và có nhân nói rằng á, loại thuốc này thì native to South America. Nhưng không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc liệu South America này có phải là vùng đất duy nhất only, vùng đất duy nhất trồng loại cây này hay không. À, các bạn để ý nhé, có nghĩa rằng là nó nói rằng là cây này thì là cây bản xứ của ở cái khu vực South America này. Đấy, nhưng mà nó chẳng nói thêm là ở chỗ khác có trồng được hay không, hay là chỉ có thằng này, chỉ có khu vực này mới trồng được thôi. Thông tin đó là no information. No information. Cho nên nó sẽ là not given. Thì theo như cô đánh giá thì câu số 5 và câu số 1 thì thuộc dạng là câu khó trong cái bài này. À, rất là dễ các bạn dễ làm sai. Câu số 1 các bạn sẽ dễ sai thành not given và câu số 5 các bạn dễ sai thành false. Rồi, qua câu số 6. Ông ấy hy vọng sản xuất một cái loại thuốc, đúng không nè? Rồi, hy vọng là đang nỗ lực attempt to manufacture quinine. À, sản xuất quinine từ gì? Aniline. Rồi, một cái chất, một cái rác thải như thế nào nhỉ? Không có đắt đỏ và luôn luôn có sẵn đấy. Vậy thì một loại chất có sẵn trong, thật ra cái từ mà coal waste product này, waste product là phế phẩm đúng không? Nó là byproduct đấy, phế phẩm từ nhựa than đá, thì đây là hoàn toàn trùng khớp với các cái mắt xích ở đây, cho nên câu này là true. Và câu cuối cùng, ông ấy được khơi dậy nguồn cảm hứng bởi những phát hiện của nhà khoa học Louis Pasteur. Ồ, vậy bây giờ chúng mình sẽ đi tìm từ khóa số 1 Louis Pasteur. Lúc này chúng mình chỉ scan giống như một cái máy scan đó các bạn chạy thật nhanh để tìm, chỉ đi tìm bác Louis Pasteur này thôi. Và xem thử có phải là ông ấy được khơi gợi cái nguồn cảm hứng từ bác Louis Pasteur không nhé. Mặc dù trong bài này có nói đến Louis Pasteur này và chứng minh sự thật rằng những cái lời nói của cái nhà khoa học này nè, nhà khoa học nổi tiếng này nè, cơ hội chỉ ưu ái những bộ não có sự chuẩn bị, có nghĩa là những người có sự chuẩn bị. À, chỉ đề cập đến cái câu nói này của ông Pasteur thôi các bạn ạ, và không hề đề cập đến bất kỳ một cái phát minh nào cả, và cũng không nói đến cái việc mà có inspire hay không. À, vậy là no information on this. Câu số 7 này cũng là not given. Rồi, chúng ta xuống câu số 8 đến câu 13. Thường theo kinh nghiệm của mình đấy, thì sau khi mà chúng ta quần xong hết cả cái phần này rồi, đến số 7 rồi, thì cơ bản là phần tiếp theo sẽ dành cho câu số 8. Rồi, mình xem thử nhé. Before Perkins' discovery, with what group in society was the color purple associated? Vậy cái nhóm xã hội nào, nhóm người trong xã hội ấy, nhóm người nào trong xã hội thì liên quan đến màu tím? À, trước khi có sự phát minh, sự phát hiện của Perkins thì thường là nhóm người nào trong xã hội mới được mặc đồ màu tím? À, rồi, nhóm người nào trong xã hội? Và các bạn thấy không, trước khi đó thì chúng ta có từ gì? Historically ha. Thuốc nhuộm vải đó thì thường được làm bởi gì? Bởi những cái nguồn thiên nhiên như là cây hoặc là sự tiết ra của các loài động vật đấy. Và một số trong số đó thì chúng ta có gì? Có cái chất nhầy của con ốc sên. Rồi, màu tím được chiết xuất từ ốc sên thì quá là đắt đỏ trong xã hội. Đây các bạn thấy từ trong xã hội chưa? May mắn cho chúng ta là cái từ society này, keyword loại 2 này, nó lại ưu ái mình, nó lại không thay đổi thành một cái keyword, thành một cái synonym nào mà nó giữ nguyên, đúng không? Và gì? Và
những cái người trong xã hội đó thì sao nhỉ, quá đắt đỏ ở trong xã hội mà ở thời điểm đó thì chỉ có người giàu mới có thể mua được. Cho nên là đáp án của chúng ta là đang hỏi đối tượng nào mà, và đối tượng đó chính là người giàu. Chúng ta có câu trả lời cho câu số 8, người giàu, the rich. Đúng không nào? Thường là tính từ mà có chữ the ở đằng trước thì nó chỉ người phải không? The poor, the rich, the wealth. Rồi, mình sang câu số 9. Cái tiềm năng gì mà ông Perkins nhận thức được ngay lập tức? Nhận thức được điều gì? Nhận thức được rằng là cái thuốc nhuộm mới của ông ta có. Có nghĩa rằng đó là ông này nhận thức được mà ngay tức khắc là ông ấy nhận thức được rằng là cái thuốc nhuộm mới của ông ta có cái tiềm năng gì? Có tiềm năng gì? Mình sẽ chú ý vào những cái từ như là potential. Chúng ta đi tìm thử nhé. Potential, understand, immediately understand, và new day had. Cùng nhau tìm nào. Rồi, đây rồi, new day had. Và mình sẽ thấy từ possibilities chính là từ khóa synonym của từ potential, khả năng, đúng không? Và ông ta ngay lập tức nhận ra rằng đó, thì mình sẽ có từ gì? Instant chính là immediately. Instant recognition. Instant recognition chính là immediately understand. Vậy thì chúng ta đã thấy mắt xích ở đây rồi. Tìm đáp án thôi, chúng ta cần một loại từ, đó là danh từ, đúng không nào? Danh từ. Vậy thì là có lẽ là cái điều ấn tượng nhất của cái phản ứng của Perkins đối với cái phát minh mà ông ta kiếm được á, ha, đối với kết quả của ông ta, đó là sự công nhận ngay lập tức rằng thuốc nhuộm có khả năng thương mại, potential. Ok, có khả năng thương mại. Rồi, tiếp theo mình sẽ có câu số 10. Câu số 10. What was the name finally used to refer to the first color Perkins invented? Cái tên cuối cùng được sử dụng để chỉ cái màu đầu tiên mà ông này tạo ra. Ông này sáng tạo ra cái màu đầu tiên. Invented the first color. Rồi, used to refer. Vậy cái tên đầu tiên đã nói đến cuối cùng thì chắc chắn là mình sẽ có tên đầu tiên, đúng không nào? Rồi, vậy thì mình sẽ có là gì? Ngay từ lúc đầu đó, lúc đầu thì ông ta đặt tên, name his dye, đó là gì? Tyrian Purple. Nhưng sau đó thì nó lại biết như là mauve. Đấy, vậy thì cái từ later này chính là finally. Và chúng ta có đáp án cho câu số 10, đó là mauve. Câu số 11, what was the name of the person Perkins consulted before setting up his own dye works? Works ở đây là giống như là nhà máy đấy nhá, nhà máy nhuộm đấy. Thiết lập cái nhà máy nhuộm. Vậy thì cái tên của cái người, tên của cái người mà ông ấy sao nhỉ? Ông ấy hỏi ý kiến, ông ấy tham vấn đấy, ông ấy hỏi ý kiến, ask for advice đó các bạn, trước khi set up cái nhà máy riêng của ông ấy. Tên của người đó là ai? Hỏi ý kiến là gì? Vậy thì ở đây mình sẽ phải tìm từ khóa, dựa vào những cái từ khóa này để tìm synonyms của nó nhé. Mình sẽ thấy là consulted cùng nghĩa với từ ask advice. Tiếp, dye works chính là dye works, đúng không nào? Vậy đây chắc hẳn là sẽ là vị trí của câu số 11 rồi. Và gì? Ask advice the owner Robert Pooler. Và đây chính là đáp án Robert Pooler. Người mà chắc chắn với ông ta rằng là việc sản xuất thuốc nhuộm thì sẽ gì? Sẽ có giá trị. Đấy ha. Và câu số 12. Đất nước nào mà Perkins ở cái đất nước nào mà gì nhỉ? Cái gì đó của Perkins. Vậy thì chúng ta sẽ dịch ở cái khúc này trước nè các bạn nè. Chỗ này nè, đây danh từ nhé. Có nghĩa rằng là cái màu mà vừa mới được phát minh ra, vừa mới được tạo ra của Perkins á, thì lần đầu tiên trở nên thời thượng là ở đất nước nào? Được biết đến rộng rãi và trở nên thời thượng là ở đất nước nào? Mình có cái từ khóa vô cùng quan trọng, đó là từ first.
fashionable. Và cái màu đầu tiên thì chúng ta biết đó là màu tím rồi đúng không nào? Cho nên là chúng ta xem thử là cái màu tím đó được sử dụng đầu tiên và nó trở nên thời thượng là ở đâu. Nó vẫn theo thứ tự các bạn, in order. Rồi, mình xem thử nào. Mình hãy để ý đến một số những cái nơi này nhé, một số những cái nơi này. Và sau đó đọc thật kỹ. Chỗ này không có. À đây, rồi các bạn xem nhé. Công ty nhận được gì nhỉ? Nhận được sự tán dương về mặt boost, có nghĩa là improvement đó các bạn. À, improvement. Commercial boost có nghĩa rằng là nhờ vào cái màu mới này làm hài lòng nữ hoàng này các bạn này. Impress on genie of France. À, nghĩa rằng là cô ấy quyết định, khi cô ấy quyết định cái màu này sẽ gì, sẽ tán thưởng cô ấy, khiến cho cô ấy trở nên lộng lẫy hơn ấy, ha. Theo như cái đoạn này thì nhờ có cái việc màu mới này làm hài lòng nữ hoàng Pháp mà công ty của Perkins thì mới gặt hái được thành công, đúng không ạ? Gặt hái được những thành công về mặt thương mại, cho nên ta gọi nó là commercial boost, ha. Những thành công về mặt thương mại. Và ngay sau đó thì sao nhỉ? Thì cái màu mauve này thì nó trở thành gì? Trở thành mẫu thời trang hợp thời trên toàn quốc. À, in that country. Vậy thì câu này chính là câu message đây ha. Ngay sau đó thì necessary shade of all the fashionable ladies in that country. Vậy that country đó là đất nước nào? Đó chính là France. Cho nên ta có câu trả lời cho câu 12 chính là France. Theo như cái đoạn này thì bệnh dịch nào, à, bệnh nào mà hiện tại thì đang được là mục tiêu nghiên cứu, mục tiêu cho các cái nhà nghiên cứu sử dụng màu nhuộm nhân tạo, thuốc nhuộm nhân tạo. À, thì nó lại liên quan đến bệnh dịch. Bệnh dịch thì nó có nghĩa rằng nó liên quan đến y học đúng không nào? Và bạn phải để ý một cái nữa là ở đây nó dùng thì là thì hiện tại đơn nhé. Hiện tại đơn. Rồi chúng ta sang đoạn số 13. À, rồi chúng ta sang câu số 13. Theo như bài đọc thì bệnh dịch nào hiện tại là đang được là mục tiêu cho các nhà nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu sử dụng màu nhân tạo. Vậy thì các bạn để ý nhé, bệnh dịch liên quan đến thuốc nhuộm nhân tạo. À, bệnh dịch là liên quan đến y khoa đúng không? Mà thuốc nhuộm nhân tạo sử dụng để áp dụng vào y khoa. Và hiện tại nhé, nó sử dụng thì hiện tại tiếp diễn bị động này, now is now being này, không phải là ở quá khứ mà là sắp tới hoặc là đang hoặc là sẽ xảy ra. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm xem thử có liên quan gì đến disease, illness hay là medicine hay là gì đó không nhé. Màu ở đây là nói là ông ấy lại tạo ra thêm một màu xanh nữa nè các bạn. Rồi black nè, rồi red nè. Rồi vượt qua cả cái phạm vi là trang trí. Đây rồi, ta thấy rồi, đó là gì? Nó chưa nói đến disease mà lại là medical research, à, theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ rằng là ông ta sử dụng gì? Stain invisible microbe and bacteria. Rồi. Và đây là đang ở quá khứ cho nên không quan tâm lắm, đúng không nào? Rồi. Đây là những một số những cái bệnh mà ông ta dùng để phát hiện ra đó các bạn, phát hiện ra một số những cái bệnh như là bệnh lao, bệnh tả, rồi bệnh than ha. Còn gì? Còn hiện nay thì sao nè? Thuốc nhuộm nhân tạo vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng của nó này. Rồi và đây. Current use có nghĩa là now being. Đấy, hiện tại thì sử dụng như thế nào nhỉ? Sử dụng trong nghiên cứu. Researcher ở đây chính là nghiên cứu đó. In the search for vaccines against malaria. Và các bạn biết không, malaria là gì? Là bệnh sốt rét. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong reading passage 1 của Cambridge IELTS 9. Rất vui vì các bạn đã đồng hành đến giờ phút này. Hãy nhấn like và subscribe nếu như các bạn muốn theo dõi tiếp reading passage 2. Xin chào và hẹn gặp lại.